trời thương Phật độ, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, thoát khỏi tai ương, vượt qua đại hạn, vận số cực may, cực đỏ, trúng số độc đắc, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý anh chị thân mến, để hiểu về vận trình tử vi của người tuổi Đinh Tỵ, ta cần xét theo thiên can và địa chi. Người tuổi Đinh Tỵ có thiên can là Đinh Hỏa, địa chi là Tỵ Hỏa, do vừa mang năng lượng hỏa, lại kết hợp với hỏa, nên người tuổi này tính tình rất nóng nảy, đôi khi có phần cọc cằn, nhưng lại rất nhiệt tình, hăng hái và sống rất tình nghĩa trong cuộc sống của mình, dễ giận, nhưng cũng dễ quên, gần như không tim, không phổi, đối đãi với người bằng lòng chân thật nhất. Cuộc đời của con giáp này cũng có nhiều người quý mến, anh em, bạn bè cũng khá nhiều, đi đến đâu cũng dễ gặp được quý nhân phù trợ. Bước sang năm 2024 âm lịch, năm Giáp Thìn cho thấy, người tuổi Đinh Tỵ gặp cục diện tương sinh của ngũ hành. Cụ thể, người tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, gặp năm Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, mà Hỏa lại xuất sinh cho Thổ. Chính vì vậy mà trong năm công việc cũng như sự nghiệp sẽ được nhiều may mắn, cơ hội ùn ùn kéo về nhà, đi đến đâu cũng gặp thần tài, thần may mắn mở đường dẫn lối, giàu sang phú quý cả một đời. Vậy, vận số của con giáp này khi bước sang năm 2024 âm lịch sẽ ra sao? May mắn nào sẽ đến với con giáp này và quý bản mệnh cần làm gì để đón được tài lộc về nhà, gia tăng may mắn, gia tăng tiền tài cho mình? Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Khổ tận cam lai, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trời Phật thương tình, tổ tiên báo mộng, làm ăn trúng lớn, trúng số độc đắc, giàu nhanh chóng mặt, ôm tiền tỷ về tay, tiền tiêu ba đời không hết trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Xét theo tử vi vận mệnh, người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, năng lượng hòa kép, làm tăng thêm tính hấp dẫn và uy tín của Đinh Tỵ, hết sức năng động về cả tâm trí và thể chất. Con giáp này luôn tỏ ra hăng hái, rắn lửa khôn ngoan, sáng tạo và thông minh, họ thích phiêu lưu, khám phá những vùng đất mới, những thách thức mới. Đinh Tỵ là người dễ giao tiếp, năng động, sôi nổi và hơi ồn ào, họ cũng có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và hơi áp đặt quan điểm này cho người khác. Con giáp này có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất, họ chẳng mấy khó khăn khi thuyết phục bạn rằng ý tưởng của họ vượt trội so với điều bạn đề xuất, phần lớn mọi người đều sẽ bỏ phiếu bầu cho bạn nếu như họ tham gia chính trường. Kiên trì và không khoan nhượng, rắn lửa luôn hướng tới những mục tiêu cao nhất và khi đạt tới đỉnh cao, họ sẽ mãi mãi bám lấy quyền lực, bản chất cực kỳ nghi hoặc, Đinh Tỵ không mấy khi chậm trễ trong việc kết án và trừng phạt đối thủ. Tính cách của tuổi Đinh Tỵ thiếu đi sự thuần nhất, thường tự mâu thuẫn với bản thân mình, nhiều khi tính nết không đồng nhất có phần thất thường, có những lúc họ tinh tế, nhạy cảm, thông thái, thế nhưng cũng có lúc sự tinh tế và thông thái của họ lại biến đi đâu mất. Trong công việc và hành động cũng vậy, họ giống như hình ảnh một con chuồn chuồn, đậu trên một cành cây gần mặt nước, phân vân vừa muốn bay, lại vừa muốn đậu lại. Có những lúc họ rất nhiệt tình, hừng hực, quyết tâm sẵn sàng không tiếc công sức và bản thân để vì sự nghiệp, thế nhưng rồi cũng có lúc họ mệt mỏi, chán trường dường như yếu ớt. Đặc trưng của Đinh Tỵ là tính điềm tĩnh, khoan dung, kiên trì, chân lý, niềm tin và khá bảo thủ. Họ có ý thức về bản thân, coi mình là tôn quý, khác với tổng thể, vì thế họ cô độc ít bạn bè, những người được coi là bạn thường ít chơi rất thân, có nhiều ân tình, nghĩa lụy và họ rất tôn trọng, yêu quý bạn bè. Vận niên tuổi Đinh Tỵ trong năm 2024. Bước sang năm 2024, bản mệnh tuổi Đinh Tỵ có vận niên Thử Quy Điền, tốt. Vận niên Thử Quy Điền tượng trưng cho hình ảnh con chuột trở về đồng là vận niên có ý nghĩa tốt. Đối với người gặp vận niên này, thì nên tiếp tục công việc hoặc môi trường cũ, sẽ đón được lợi tức tốt và tinh thần cũng được an vui. Luận giải tử vi tuổi Đinh Tỵ trong năm 2024 cho thấy, năm này may mắn đưa tới một cách bất ngờ, người xung quanh tin tưởng hợp tác và được quý nhân giúp đỡ trong nhiều công việc, dự định đầu tư kinh doanh được kết quả tốt đẹp, gặp được nhiều người bạn tốt và trong năm có thể đón tin vui hỷ sự. Xét theo tứ trụ, tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Thiên hòa, địa hòa, năm 2024, phương diện công việc làm ăn của tuổi Đinh Tỵ không có sự thay đổi nhiều,
nhưng lại gặp và nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân. Như vậy, đối với tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, năm 2024 dự đoán sẽ mang đến nhiều thử thách và khó khăn trong cuộc sống. Chiếu theo sự vận chuyển âm dương ngũ hành của năm Giáp Thìn, người này nên tập trung vào công việc và tránh thay đổi công việc trong năm nay. Phương diện tài chính cũng cần được quan tâm và lưu ý cẩn thận khi đầu tư tiền bạc. Về sức khỏe, năm 2024 không phải là một năm dễ dàng đối với nam giới tuổi Đinh Tỵ. Bệnh liên quan tới máu huyết hoặc tay chân có thể xuất hiện, sau đó cần đề phòng và chăm sóc sức khỏe đầy đủ. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và sao hạn tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về ngũ hành, những người sinh năm này có bản mệnh thổ, gặp năm có bản mệnh hỏa, là tương ứng quan hệ chủ về tương sinh, rất tốt. Luận tử vi, người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 trong năm Giáp Thìn cho thấy, người bản mệnh thổ cuộc sống đón nhận tin vui may mắn, tiền bạc xuất cho làm ăn hay đầu tư kinh doanh, đều chủ thu về được lợi. Với mưu cầu có liên quan đến danh vọng trong năm nay được như ý muốn, đối với dự định xuất hành đi xa, làm ăn được quý nhân giúp đỡ, nên người bản mệnh thổ gặp nhiều điều thuận lợi và kết quả thuận ý. Xét về thiên can, thiên can của người tuổi này là đinh, ngũ hành thuộc hỏa, gặp năm Giáp Thìn có thiên can giáp, ngũ hành thuộc mộc là bình hòa. Xem tử vi năm 2024 Đinh Tỵ cho thấy, trong năm công việc kinh doanh làm ăn của chủ mệnh, không kỳ vọng có sự khởi sắc, nhiều khả năng không được kết quả như mong muốn. Ngũ hành của thiên can Giáp Thìn có mối quan hệ tương sinh với ngũ hành thiên can đinh, nên người tuổi này sẽ có tin vui về thay đổi nơi ăn, chốn ở trong năm và cũng có thể là tin vui về công việc của bản thân. Xét về địa chi, xem bói tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2024 cho thấy, địa chi Tỵ của người tuổi này gặp năm địa chi là Thìn, thể hiện mối quan hệ chủ về bình hòa. Trong năm Giáp Thìn, người tuổi này công việc làm ăn duy trì như cũ, không có nhiều thay đổi, gia đạo dự báo đưa tới những chuyện vui. Của địa chi của tuổi là Hòa, gặp năm địa chi Thổ, có quan hệ tương sinh. Theo đó, chủ mệnh trong năm Giáp Thìn có nhiều khả năng có sự tính toán, công việc đưa tới những sự định thay đổi. Xét theo cung phi, luận giải tử vi năm 2024 tuổi Đinh Tỵ cho thấy, cung phi tuổi này là cung khôn Thổ, gặp năm 2024 Giáp Thìn, cung phi chấn mộc chủ về họa hại. Theo đó, trong năm 2024, người tuổi này cuộc sống không có nhiều may mắn, cùng với đó là thị phi đưa tới. Quan hệ về ngũ hành mộc, cung phi năm tương khắc với hành thổ của ngũ hành cung phi tuổi, vì thế bản mệnh phải tự cố gắng và không hy vọng có sự giúp đỡ, công việc nếu thay đổi trong năm chủ về không tốt. Theo tử vi trọn đời, vận trình sự nghiệp trong năm 2024 của người tuổi Đinh Tỵ tương đối may mắn, công việc có nhiều chuyển biến tích cực, khả năng cao sẽ đạt được một số thành công nhất định, có ý nghĩa lớn trên hành trình công danh. Công việc nhìn chung trong năm không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái được thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu, đó là lý do Tỵ cần chú tâm và gắng sức hết mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đặc biệt tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu đang cầu chức, bạn nên đặt ra một năng lực lộ trình rõ ràng cho mình. Tuy nhiên, mệnh chủ năm nay cần thật sự cẩn trọng với các quyết định đầu tư, hùn hạp làm ăn, dẫu rằng sự tương trợ từ mối quan hệ xung quanh sẽ giúp ích rất nhiều cho quý tuổi trong năm nay, song bản mệnh cần tránh quá chủ quan trước lời ngon, tiếng ngọt của những người mình chưa thực sự tin tưởng. Phần lớn thành công của vận trình năm nay phụ thuộc vào tài năng của chính nam mạng. Nhìn chung, phương diện tài chính của năm 2024 khá ổn định, nếu biết cách tích lũy, đầu tư cẩn trọng, thì năm nay bản mệnh không cần phải lo lắng quá nhiều đến việc chi tiêu. Lời khuyên của mệnh chủ trong năm nay là nên ưu tiên các kế hoạch đầu tư dài hạn, ít rủi ro. Gia đạo năm nay sẽ là chỗ dựa vững chắc cho bản mệnh trước những thử thách của cuộc đời. Thời gian nghỉ ngơi và quây quần bên các thành viên sẽ giúp mệnh chủ nhanh chóng lấy lại được tinh thần, bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới và với giới hạn của bản thân mình thì càng sẽ thu lợi nhuận, còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy, thì sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra,
Thậm chí dù có lợi thế nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn thì được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Bước sang năm 2024, phương diện sức khỏe của bạn có phần tươi sáng hơn rất nhiều. Trong năm bản mệnh ít ốm đau bệnh vặt, tinh thần có lúc xuống thế nhưng rồi lại rất nhanh trở lại ổn định. Khía cạnh thể chất, lẫn tinh thần đều luôn được duy trì ở mức ổn định nhất. Mệnh chủ có cho mình một kế hoạch ăn uống và ngủ nghỉ khoa học, song song với đó cũng nên cân nhắc sử dụng thêm các loại thực phẩm chức năng tốt cho cơ thể. Đây là năm ngũ hành, bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm, vợ chồng hay đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu, dễ xảy ra mâu thuẫn, đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ, nhưng khơi mào những trận tranh luận nảy lửa, chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế. Tranh cãi gay gắt, vốn chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, lại khiến đôi bên đều khó chịu, ấm ức trong lòng, tình cảm xây đắp vốn chẳng hề dễ dàng. Nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương, thì tình yêu lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình hình. Sao hạn tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, phạm phải trong năm 2024. Đầu tiên là sao chiếu mệnh tử vi nam mạng Đinh Tỵ, trong năm 2024 gặp sao thủy diệu chiếu mệnh, còn gọi là thủy tinh. Sao thủy diệu chiếu mệnh tử vi năm Giáp Thìn, tuổi Đinh Tỵ nam mạng, chủ về chuyện hỷ sự hoặc đưa tới những tin vui trong gia đạo của người tuổi này. Sao chiếu thủy diệu đặc biệt tốt với những người sinh năm thuộc hành mộc hoặc là hành kim. Tuy nhiên, tháng 4 và tháng 8 âm lịch, chú ý cẩn thận vì đây là tháng kỵ với sao chiếu, sẽ mang tới những chuyện thị phi hoặc mất mát về của cải. Vận hạn tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 nam mạng, trong năm 2024 đó là sao hạn thiên tinh là một đại hạn. Giải nghĩa hạn, tử vi năm 2024 nam mạng, gặp hạn thiên tinh, trong năm Giáp Thìn chú ý về chứng ngộ độc, cẩn thận đi lại gặp phải tay bay vạ gió, chú ý lời ăn tiếng nói, đề phòng vướng vào những chuyện thị phi. Sao chiếu mệnh tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 nữ mạng, trong năm Giáp Thìn, gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh, là một mộc tinh. Theo tử vi, năm Giáp Thìn tuổi Đinh Tỵ nữ mạng, có sao chiếu chủ về một năm nữ mạng có cuộc sống tốt lành, may mắn và nhất là chuyện tình cảm được như mong muốn. Tháng tốt nhất là tháng 10, tháng chạp âm lịch, ngoài ra gặp Mộc Đức tinh, người nữ mạng đề phòng có thể bị bệnh tật hoặc đau ốm, nhất là bệnh có liên quan tới máu huyết. Vận hạn tử vi, tuổi Đinh Tỵ nữ mạng năm 2024, gặp hạn tam kheo, là một tiểu hạn. Đây là hạn chiếu của tử vi năm 2024 Đinh Tỵ nữ mạng, có ý nghĩa tuổi này trong năm Giáp Thìn sức khỏe cẩn thận có thể bị bệnh về xương khớp hoặc bị bệnh phong thấp. Gặp hạn tam kheo thì nên chú ý đi lại trong năm, cần phải cẩn thận vì không được thuận lợi. Ngoài ra, để phòng xước sát tay chân. Vậy, xét tử vi năm 2024 này, tuổi Đinh Tỵ sẽ như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường tử vi luận giải theo các phương diện chính dưới đây. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Cục diện tử vi bất phân hung cát, nên công việc cũng có tốt xấu đang xen. Mặt tốt là có sự đổi mới, hoặc mở rộng chuyện làm ăn. Người làm công ăn lương được thánh quan, nâng đỡ có thể được đề bạt lên chức vụ mới trong thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh, buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do chính tài các tinh tương trợ. Song hành với đó là một vài sự hạn chế, cục xung khắc với biểu tượng cũng là khó khăn, thách thức, sự cản trở từ mâu thuẫn thị phi, khiến đương số khó mà hành sự thuận lợi ngay từ ban đầu. Mọi thứ đến với bạn không hề dễ dàng, mà phải trải qua sự thử thách, tốn bao nhiêu mồ hôi công sức. Trong năm thận trọng khi hùng hạp làm ăn cùng với người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình, nghiêm trọng thì hao tổn cả danh dự và tiền bạc, nhất là khi trong năm, dự báo về những hung hiểm luôn rình rập, có thể khiến bạn gặp thế lực ngầm cản trở, ngăn cản bước tiến, có cả những vấn đề từ khách quan và sự chủ quan của bản thân. Vậy nên bạn đừng quá chủ quan hay lơ là, mà gây ra những sai lầm đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình. Bạn không nên sử dụng cảm tính để quyết định công việc, trong mọi trường hợp, nên tỉnh táo tính toán thiệt hơn, khi nào cần nói, khi nào cần im lặng, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Xét về phương diện tài lộc tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Trong năm có các tinh chiếu mệnh, người tuổi Đinh Tỵ không quá lo lắng về tiền bạc, thách thức và cơ hội song hành, bản mệnh vẫn thu được nhiều lợi nhuận. Có điều,
tài tinh này vẫn chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu. Với việc phụ trợ hoặc đầu tư tay ngang, vận khí trời tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao nên thận trọng cân nhắc. Người làm công ăn lương có thu nhập ổn định hơn cả, thế nhưng chi tiêu chỉ đủ cho cuộc sống hàng ngày, không dư dả nhiều. Nửa cuối năm có dấu hiệu tăng lương nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chưa có sự đột phá, kinh doanh, buôn bán có xu hướng khởi sắc ngay từ những ngày đầu tháng, đầu năm, nhất là những ngành nghề có liên quan tới thực phẩm và dịch vụ, cần hết sức lưu ý, làm gì đương số cũng cần suy tính cẩn trọng, tránh chủ quan khinh suất mà tiền vừa vào túi chưa nóng đã vội bay đi, nói đơn giản hơn là có tiền mà không biết giữ tiền. Bên cạnh đó, bạn vốn là người chi tiêu hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều, vì vậy mệnh chủ cũng cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động về tiền bạc mà không bị nó điều khiển. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Dưới tác động mạnh của xung khắc, chuyện tình cảm hay gia đạo của người tuổi Đinh Tỵ không được như ý nguyện. Gia đạo mất hòa khí, vợ chồng mâu thuẫn vì áp lực cuộc sống, cha mẹ con cái cãi vã, do khác biệt về tư tưởng. Sự việc chỉ nghiêm trọng khi người trong cuộc không chịu nhìn nhận vấn đề, ngược lại nếu chia sẻ cùng nhau mâu thuẫn sẽ được tháo gỡ. Dù giữa vợ chồng đôi khi vẫn có xảy ra xung đột, bất đồng thế nhưng bạn chủ động hòa giải hoặc tìm cách hâm nóng tình cảm để hạnh phúc đôi bên luôn bền lâu. Có thể thấy rằng đây là cơ hội rất tốt để những kẻ thứ ba có thể chen chân. Do đó nếu vẫn còn quý trọng gia đình, quý trọng những điều mình đang có thì bạn cần trò chuyện với người ấy ngay. Có thể giữa hai người chỉ đang tồn tại một khúc mắc cần được tháo gỡ mà thôi. Các cặp đôi đang yêu vấp phải nhiều sự cản trở từ gia đình hoặc rắc rối thị phi nào đấy. Nếu tình yêu không đủ lớn, e rằng khó có thể vượt qua. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe, tuổi Đinh Tỵ. So với tử vi tuổi Đinh Tỵ, năm 2024, phương diện sức khỏe giảm sút hơn hẳn, đa phần bệnh do suy nghĩ nhiều vì áp lực công việc mà phát sinh như đau đầu, nhức đầu, giảm sút thị lực, cần tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi, nếu có thể hãy đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng, mệt mỏi. Trong năm nên hạn chế xuất hành đi xa, kẻo gây bất lợi cho sức khỏe, đi lại chú ý cẩn thận đề phòng tai nạn xe cộ hoặc sông nước, do vong thần hung tinh luôn thường trực. Bên cạnh ấy, sự thay đổi thời tiết cũng khiến bạn tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải làm việc thiếu tập trung. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể dục, thể thao, đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao, thì càng phải tăng cường luyện tập. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn có mục tiêu để phát triển, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Quý vị thân mến, cùng trong một năm, thế nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng thế mà thay đổi. Ngay bây giờ xin mời quý anh chị tuổi Đinh Tỵ hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải tử vi chi tiết từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Tháng mở đầu cho năm Giáp Thìn được cho là khá thuận lợi với người tuổi Đinh Tỵ ở các phương diện kiểm tra, đánh giá sự nghiệp, xin việc. Bản mệnh có sự đồng hành của quý nhân cho những việc bản thân mưu cầu, đạt được chứng chỉ năng lực cần thiết và được đánh giá đúng chuyên môn. Tình hình tài chính của con giáp tuổi Đinh Tỵ lúc này khá yên ổn, không có gì phải lo nghĩ nhiều, thế nhưng nếu muốn lên kế hoạch cho cuộc sống giàu sang, sung túc hơn thì bạn phải làm khác đi, bạn chẳng thể có được kết quả mới với cách làm cũ đâu, liên quan tới chi phí và lợi nhuận, bạn có thể nhận được những kết quả khác nhau, tùy thuộc vào khả năng tính toán suy nghĩ một cách khôn ngoan, chỉ nhờ có thế, bạn mới có thể có nguồn thu nhập tốt và có một cuộc sống ổn định. Trong cuộc sống thường ngày, bạn cần có sự kiên nhẫn hơn nữa, khi giao tiếp không nên nóng nảy kẻo vướng họa thị phi hoặc quá trình mưu sự thêm phần khúc chiết. Ngoài ra, trạng thái tinh thần đôi khi bị ức chế, dẫn tới suy nghĩ bế tắc, tự mua dây buộc mình, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi sự bảo thủ của bạn, con giáp này nên chú ý hơn. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Tháng 2 năm 2024 này, vận trình của người tuổi Đinh Tỵ có nhiều khởi sắc rõ rệt hơn hẳn so với tháng trước kia, bạn vẫn có sự đồng hành từ quý nhân, mọi việc trở nên suôn sẻ nhẹ nhàng hơn, tranh thủ thời điểm này, bạn có thể xúc tiến các kế hoạch quan trọng hoặc lên dự định cho chặng đường sắp tới. Cơ hội thăng tiến cũng sẽ mở ra với những người vẫn luôn nỗ lực chăm chỉ.
Tháng này cũng nhắc nhở tuổi Đinh Tỵ chú ý các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về đường tiêu hóa, dạ dày, dị ứng. Sức khỏe cần quan tâm kịp thời để tránh hệ lụy về sau. Bệnh chỉ sự đau yếu, bệnh tật, cho thấy bản mệnh đang cảm thấy buồn rầu vì bệnh tật. Bạn cần suy nghĩ lạc quan nên mới tìm ra được cách thoát khỏi tình trạng hiện tại. Có thể vì quá chăm chỉ làm việc mà bạn quên đi việc chăm sóc bản thân mình, thiếu đi sự bồi dưỡng thông thường, thể hiện bằng sự dễ nhiễm lạnh, sổ mũi, nhức đầu. Một khi mệt mỏi thì bạn càng khó ăn, khó ngủ, cũng chẳng thể nào yên giấc. Do đó, bạn cần ăn uống theo chế độ phù hợp để giữ gìn vóc dáng và thể lực được tốt nhất. Đã đến lúc bản mệnh nên ưu tiên việc bồi bổ sức khỏe để cải thiện cuộc sống cho mình. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Áp lực về công việc sẽ gia tăng mạnh mẽ trong tháng này, đòi hỏi tuổi Đinh Tỵ phải có tâm lý vững vàng để vượt qua mọi sóng gió. Bạn có thể sẽ không thoải mái với những quy định, luật lệ được đặt ra sẵn, dễ có tâm lý phản kháng hay lách luật để làm theo ý mình. Tuy nhiên, sự tùy hứng đó có thể đem lại cho bạn nhiều rắc rối hơn so với bạn nghĩ. Bản mệnh cần tìm thấy sự thoải mái, vui vẻ nơi công sở và cảm thấy quý mến những người làm cùng với mình. Nên sẵn sàng tương tác với thái độ dân chủ. Việc chia sẻ tầm nhìn kế hoạch có thể giúp bạn nâng tâm trạng trở nên đầy hứng khởi. Tháng này thuận lợi cho việc học hành, đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ. Song bạn sẽ nản chí vì thiếu hứng thú và động lực cho học tập, có thể khiến thành tích giảm đi đôi chút. Đồng thời hung tinh chiếu mệnh cũng gây ra các vấn đề bất lợi cho sức khỏe như chấn thương, tai nạn, va chạm, bạn nên chú ý giữ an toàn. Người độc thân vẫn đang kiên nhẫn trong việc tìm kiếm một nửa của mình, dù chưa có dấu hiệu khả quan, thế nhưng bản mệnh khá lạc quan và tin tưởng rằng có một ngày sẽ có người phù hợp với mình. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Vận trình tài lộc của người tuổi Đinh Tỵ được cải thiện đáng kể trong tháng này, bản thân con giáp này sẽ chiếm được thế chủ động, tạo được lợi thế cạnh tranh, vậy nên nhất định phải tận dụng cơ hội này. Con đường sự nghiệp của bạn hanh thông, thuận lợi, nhờ có sự giúp đỡ từ quý nhân, quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp, chứng tỏ bạn sẽ được nhiều người nâng đỡ, dù có gặp phải khó khăn cũng có thể giải quyết dễ dàng. Thời điểm này, dưới ảnh hưởng của dịch mã, bạn có thể sẽ phải di chuyển đi đây đi đó khá nhiều, song nhờ vậy mà bạn học hỏi được càng nhiều kinh nghiệm và nắm bắt được càng nhiều thời cơ hơn. Đối thủ sẽ có thể gây ra một vài chiêu trò, hòng vượt qua bạn, tuy mức độ ảnh hưởng không quá lớn, thế nhưng bạn vẫn nên đề phòng kẻo vượt khỏi tầm kiểm soát. Về sức khỏe, những người hút thuốc lâu năm có thể đối mặt với một số bệnh về đường hô hấp, nên thăm khám sức khỏe đều đặn để phát hiện sớm bệnh tật. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Công việc của Đinh Tỵ không có nhiều biến động trong tháng này, mọi việc đều phát triển đều ít có sự đột phá, thế nhưng cũng không có gì cần phải lo lắng. Các mối quan hệ nơi công sở cần có sự vun vén để duy trì môi trường làm việc hài hòa, chớ nên tự tách biệt khỏi tập thể. Vận trình tài lộc cũng có nhiều khởi sắc đáng kể, bạn có thể nhanh chóng mở rộng các mối quan hệ khách hàng, đối tác của mình và tìm thấy những con đường phát triển mới. Bạn đừng ngại thử thách bản thân trong những lĩnh vực mới, lúc ban đầu có thể bạn sẽ băn khoăn bối rối, thế nhưng nếu khắc phục được thì mọi việc sẽ thuận lợi bất ngờ. Với người làm công ăn lương, muốn kiếm được nhiều tiền hơn vào thời điểm này thì cần phải biết xông xáo, nhiệt tình hơn trong các công việc của tập thể. Nếu còn sức lực và thời gian đừng ngại làm thêm giờ hay nhận thêm nhiệm vụ, nếu hoàn thành tốt, bạn sẽ được một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh. Về phương diện tình cảm, đào hoa chiếu mệnh khiến người độc thân có thể sinh cảm giác rung động, cảm nắng, nhanh chóng đối với đối tượng mới gặp. Tuy nhiên, bạn vẫn nên dùng tới cả lý trí chớ nên chỉ chạy theo cảm xúc của bản thân, nếu không sẽ rất dễ chuốc lấy tổn thương. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng 6 năm 2024, người tuổi Đinh Tỵ đau đầu với những thăng trầm trong sự nghiệp, mặt tích cực là bản mệnh có thể nhận được một số cơ hội hợp tác, đồng thời có lợi cho việc học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn hơn, từ đó thăng tiến rộng mở hơn. Tuy nhiên, mặt tiêu cực là áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng, nhiều việc phải một mình đảm nhận mà không có sự giúp đỡ từ người khác, ai cũng muốn giành phần thắng lợi về mình. Bạn cũng không nên quá dựa dẫm vào một ai, khả năng làm việc độc lập cần được phát huy trong tháng này. Ngoài ra, bạn nên chú ý thái độ khi trao đổi công việc với cấp trên để không xảy ra những xung đột không đáng có. Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu đáng mừng, người còn độc thân đã biết chân diện, làm dáng, chú ý hơn đến dáng vẻ ngoài của mình. Do đó,
bạn có thể thu hút được ánh mắt của không ít người khác phái. Khi có người bày tỏ thiện cảm với mình, bạn nên cởi mở hơn trong quá trình trò chuyện để đôi bên có thêm cơ hội được hiểu nhau hơn. Có thể thấy rằng tháng 6 âm lịch này là khoảng thời gian vất vả đối với người tuổi Đinh Tỵ, bởi bạn phải bôn ba cạnh tranh nhiều mới giành được lợi thế trong công việc. Vì vậy, sức khỏe của bạn có dấu hiệu suy giảm, nhiều khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Khi đi xa hoặc khi tham gia giao thông trên đường, bản mệnh cũng cần phải tuân thủ luật đường bộ, chớ vượt đèn đỏ hoặc điều khiển phương tiện khi đang mệt mỏi, để tránh vướng phải những sự cố không đáng có. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Đinh Tỵ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong vấn đề tài chính trong tháng này. Các dự án được ký kết hợp tác kinh doanh diễn ra suôn sẻ, cũng thu hút được nhiều nguồn đầu tư từ bên ngoài. Tài lộc cũng đang trên đà khởi sắc, làm ăn buôn bán phát đạt, chi tiêu có phần thoáng hơn, không phải lo nghĩ nhiều, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn, nhất là với những người làm kinh doanh, buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà bán hàng cũng tốt hơn nhiều, cả hai nguồn thu nhập chính tài và thứ tài đều tăng tiến. Tuy nhiên chưa thực sự ổn định, vẫn cần chi tiêu tiết kiệm, tránh lãng phí. Vấn đề thuế, sổ sách, hạch toán cũng nên được chú trọng và cẩn thận hơn, tránh vì sai sót cá nhân mà đối diện với pháp luật hay đền bù tiền bạc. Tháng này cũng rất tốt cho người độc thân, trong việc tìm kiếm một nửa ưng ý, bạn có thực sự duyên dáng trong xã giao sẽ gặp được người khác phái có thiện cảm về nhau, mối quan hệ phát triển khá nhanh. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nhớ sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, không nên cố gắng quá sức khiến cơ thể phải chịu áp lực trường kỳ. Nếu có thể, hãy rèn luyện thể dục, thể thao khiến cơ thể khỏe mạnh hơn. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Đây sẽ là tháng tuổi Đinh Tỵ có nhiều thu hoạch từ những nỗ lực trước kia của mình, các khoản thu lớn nhỏ đều đến từ nhiều nguồn. Quan trọng là bạn cần phải có kế hoạch quản lý tài chính cho phù hợp, để gia tăng khoản tích lũy, có thời điểm tài khí mạnh mẽ, thế nhưng cũng có thời điểm nó sụt giảm đáng kể. Người làm kinh doanh, đầu tư nên tính theo đường xây tránh thấy việc cái lợi trước mắt mà nóng vội kẻo trắng tay lúc nào không hay. Một số người có thể tiến hành sửa sang nhà cửa, mua sắm thiết bị nội thất trong tháng này nên phải tiêu tốn một khoản không hề nhỏ. Sự nghiệp ổn định, tuy chưa có sự đột phá nhưng bạn cũng không quá gấp gáp, đây được coi là giai đoạn bình ổn với con giáp này. Bạn cũng chú trọng vào việc duy trì phong độ ổn định, sẽ không vì nóng vội nhất thời mà để công sức bấy lâu nay đổ sông đổ biển. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Trong tháng 9, người tuổi Đinh Tỵ sẽ phải dành thời gian để sắp xếp lại một số mối quan hệ trong cả công việc lẫn cuộc sống của mình. Với những người chị luôn muốn kiếm chút lợi gì đó từ bạn, còn khi không đạt được mục đích thì mất dạng, bạn cũng không cần phải cố gắng sao thiệp quá sâu. Tình hình công việc không có biến động, nhưng lúc nào con giáp này cũng có cảm giác làm nhiều mà hưởng ít, thời gian này nên sắp xếp công việc để điều chỉnh mức độ ưu tiên, thay đổi lối tư duy nếu cần thiết, để đưa ra những quyết định sáng suốt, không cảm thấy hối tiếc với những gì mình đã chọn hoặc đã làm. Nhìn chung, tài vận ổn định, các khoản thu chi cân bằng, người nào xông xáo làm ăn sẽ có nhiều khoản thu về hơn so với người làm công ăn lương. Về cơ bản, thể trạng của người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 9 âm lịch năm 2024 này khá tốt, tinh thần phấn khởi khi công việc, tài lộc và tình duyên đều hanh thông là yếu tố quan trọng nhất để giúp sức khỏe của bản mệnh duy trì ở mức độ ổn định. Đối với những ai duy trì đều đặn thói quen sinh hoạt, ăn uống và luyện tập thể thao, sức khỏe rất đảm bảo, hầu như ít ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên, có những thời điểm bị áp lực tinh thần lớn, bản mệnh sẽ có cảm giác chán ăn hoặc bị các cơn đau dạ dày hoành hành. Cần học cách sống buông bỏ để bớt phiền não, có như thế thì sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tháng 10 của tuổi Đinh Tỵ gặp nhiều thăng trầm trong quá trình mưu sự, dù cũng có sự giúp đỡ từ quý nhân, song vẫn chưa đủ để bạn có thể giành được điều mình muốn. Công việc có dấu hiệu trì trệ, cần dành thời gian để sắp xếp và cân bằng hệ thống lại. Tốt hơn hết là nên thay đổi cách thức làm việc, mà để làm được điều đó trước tiên bạn hãy thay đổi thái độ và lối tư duy của mình. Tài vận có dấu hiệu suy giảm, chi tiêu mất cân đối, lúc hoang phí khi thì lại thắt lưng buộc bụng. Nếu không nhanh chóng thay đổi lại cách chi tiêu tùy hứng như vậy sớm muộn gì bạn cũng sẽ nợ nần chồng chất. Kinh doanh, buôn bán trong tháng kém sắc, nên chú trọng đẩy mạnh về chất lượng hơn là chỉ chạy theo số lượng. Tháng này cần lưu ý tới sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình. Về bản thân, bạn cũng nên chú ý ăn uống điều độ, suy nghĩ tích cực thì sức khỏe sẽ đảm bảo.
Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Khối lượng công việc của tuổi Đinh Tỵ có dấu hiệu tăng lên đáng kể trong tháng 11 này, áp lực tinh thần kèm theo là điều không thể thiếu. Bản mệnh cũng phải thường tự thân vận động, chống chọi với tất cả chơi ít ai được đứng ra đồng hành. Nhưng yên tâm, khó khăn hay thách thức trước mắt chỉ mang tính tạm thời, một khi đã vượt qua được, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, bản tính được rèn rũa sẽ rất hữu ích cho tương lai. Đầu tư trong thời điểm này cũng không quá mạo hiểm, nhưng vẫn nên có tính toán thận trọng, chớ nên chạy theo xu hướng nhất thời mà đổ vào đó quá nhiều vốn. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Trong tháng cuối cùng của năm Giáp Thìn, người tuổi Đinh Tỵ có hung, có các đan xen, nhìn chung là tháng khá yên ổn, không phải lo lắng nhiều, công việc tiến hành đều đặn, có đi đến kết quả cuối cùng, nhưng hiệu quả không thực sự tốt như mong đợi. Tuy nhiên, với người có tham vọng lớn, sự ổn định hiện đồng nghĩa với việc đi xuống, bạn sẽ không quá thích điều này và có tâm lý muốn thay đổi hiện trạng nhanh chóng. Tài vận tuy khởi sắc nhưng chậm, bạn cũng không nên quá vội vã, việc gì cũng cần quá trình, nên dành thời gian quan sát biến động thị trường. Đặc biệt chi tiêu trong tháng không hề ít nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của bạn nên không vay quá bất ngờ. Chuyện tình cảm càng khởi sắc, quý nhân che chở, lại thêm thái âm các tinh chủ đào hoa, tỷ lệ thoát ế của người độc thân khá cao. Nữ mệnh sẽ có nhiều cơ hội tình duyên hơn so với nam mệnh trong tháng này, bản mệnh nên mở rộng lòng mình vì bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nhân duyên tình cảm mới, tình yêu thăng hoa bất ngờ, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị, những ai từng có nỗi đau tình cảm trong quá khứ cũng có cơ hội tìm được tình yêu mới trong thời điểm này. Tuy nhiên, người đã có gia đình cần đề phòng đào hoa dữ, gây ra những rắc rối trong quan hệ yêu đương nam nữ, có thể khiến bản mệnh sẽ rơi vào tình tay ba ngang trái, khiến tình duyên gia đạo càng thêm phần rối ren. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.